Theo nguồn tin từ trang thông tin của Tòa án thành phố Tây Nam, phiên xét xử được bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. 110 người, trong đó có 5 người thân của bị cáo Bạc Hy Lai, được phép tham dự phiên tòa. Phiên tòa diễn ra dưới sự đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, nhiều tuyến đường xung quanh tòa án bị cấm qua lại, các lực lượng an ninh lập thành hàng rào trước cửa tòa án. Ông Bạc Hy Lai là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc bị đưa ra xét xử trong thời gian gần đây. Vụ án diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo khóa mới của Trung Quốc đang đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Trước đó, ông Bạc Hy Lai bị cáo buộc lợi dụng chức quyền nhận hối lộ, tham ô công quỹ với số lượng đặc biệt lớn, lạm dụng chức quyền khiến lợi ích của nhà nước và nhân dân bị tổn hại to lớn với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng.